Xin chào tất cả mọi người. Đây là mình tự là sáng lập, mình tự quay, tự làm video. Đấy, đây là nơi mình đã chuyên làm các video để đăng lên kênh của mình, tức là kênh của Tùng 26. Đấy. Đấy, mong mọi người, mình mong rằng chủ kênh bên YouTube sớm xem xét lại và bật lại kiếm tiền cho kênh của mình. Vâng, đây là nơi mình hay quay làm những video để đăng lên kênh YouTube của mình, tức kênh của Tùng 26. Ok nhỉ? Thì đây là nơi mình thường hay quay để ra những cái clip và đăng lên kênh. Đấy.